Nhân dịp đầu xuân năm mới, shop gocotu.vn ra mắt vòng quay không đồng giảm giá hàng loạt tài khoản liên quân VIP cùng rất nhiều vòng quay thử vận may nhận ngay quân huy khủng. Truy cập ngay shop gocotu.vn, shop chính chủ uy tín chất lượng số 1 Việt Nam. Cảnh báo đường link shop gocotu.vn là shop lừa đảo. Các bạn để ý kỹ link website trước khi mua nhé. Tranh để cào cấu sau đó đẻ trứng tiếp. Dùng chiêu ai các bạn ơi, nhìn quả trứng của mình nó to chưa? U là trời, to vậy full màn hình luôn này. Trời ơi, không thể tin nổi. Vãi cả Lily, đây là phản ứng của Arum, chắc là vừa xong nhìn thấy quả cầu của mình nó to quá các bạn ạ. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Lại là mình đây các bạn ơi. Nếu như các bạn đã cảm thấy quá mệt mỏi trong những trận đấu danh rồi thì ngày hôm nay mình muốn đem đến cho tất cả các bạn một chế độ chơi hoàn toàn mới, cũng đã chính thức được mở ở phiên bản chính thức Việt Nam. Đó là chế độ chiến trường siêu cấp. Ở chế độ này thì các bạn có thể tha hồ mà xả stress nhá. Cứ thế mà chơi thôi, không cần quan trọng quá nhiều về vấn đề là trình độ kỹ năng ra sao, bởi vì tất cả các vị tướng đều được cường hóa kỹ năng rồi các bạn ạ. Khi mà ngày hôm nay mình đem đến cho tất cả các bạn đó là cô nàng Liliana, cho mình xin bạn cái coi nào. Arum ơi, nhìn Arum, ui quả cầu, ui là trời. Chiến công đầu, thật không thể tin nổi, cái quả cầu nó vô cùng to các bạn ạ. Đấy, ở chế độ này chơi vui lắm, và crep vừa xong thì mở chiêu cuối rồi. Ngày hôm nay là muốn đem đến và giới thiệu cho người về sức mạnh của Liliana sau khi được cường hóa kỹ năng nha. Nếu như các bạn thường xuyên theo dõi clip của mình thì chắc hẳn các bạn cũng đã biết mình đã làm clip về cái chế độ này cũng khá là nhiều các vị tướng rồi. Ví dụ như là Arum, ví dụ như là Triệu Vân, ví dụ như là Natalia, ví dụ như là Murat hoặc là Hayate. Thì đối với các vị tướng này mình cũng đã làm rồi nha. Ngày hôm nay mình đem đến cho tất cả các bạn đó là về sức mạnh của cô nàng Liliana. Khi mà để xem Liliana sau khi được cường hóa thì có những gì thay đổi. Đấy, vừa xong thì mọi người nhìn thấy rồi, quả cầu siêu to, siêu khổng lồ sau khi mình đẻ trứng vào đối phương, đẻ tiếp đây này. Đấy các bạn ơi, nhìn cái quả cầu này, ui là trời. Em ơi, nhìn nó đã mắt quá các bạn ơi, thật sự nhìn rất thích mắt nha. Vãi cả Lily, đây là phản ứng của Arum, chắc là vừa xong nhìn thấy quả cầu của mình nó to quá các bạn ạ. Đấy. Thật sự là tất cả các vị tướng được cường hóa, nhưng mà trong chế độ này tính ra có hơn 20 vị tướng thôi. Thế nên là mọi người có thể lựa chọn để có thể chơi. Ví dụ như là Triệu Vân này, Kret này, Arum này, Liliana, Arthur, Tara. Đấy là các vị tướng trong trận đấu ngày hôm nay nha. Thôi nào chị Emily ơi, mình thịt luôn đấy chứ. Lên bảng điểm số, cái trụ nó bắn một phát là mình có mạng rồi. Arum tiên địch châu, châu quá. Đấy, thì Arum tiên địch cũng chết nha, mình cũng có mạng hỗ trợ các bạn ạ. Tính ra thì trong chế độ này chơi nó chủ yếu là vui thôi. Vấn đề chính là đã gọi là chế độ giải trí rồi thì vào chế độ là các bạn đầu tiên, cái điều đầu tiên cần phải ưu tiên ấy, đó là vui. Cảm xúc của chúng ta cảm thấy thật là vui, chơi xong cảm thấy thật là thoải mái. Nhưng mà có một số lưu ý là mình muốn trình bày cho mọi người. Bởi vì đây là chế độ giải trí, tất cả các vị tướng được cường hóa kỹ năng, vậy nên các bạn chơi xong ấy, các bạn sẽ bị ảo tưởng sức mạnh đấy. Nào, để cho mình đẻ cái chiêu hai phát nào. Nổ phát có mạng ngay. Chơi xong chế độ này nghiêm cấm các bạn vào trong những trận đấu danh nhá. Bởi vì lý do gì? Đang chơi chế độ này sung quá mà, kỹ năng mạnh quá mà, thế nên là ảo tưởng quá. Vào đấu danh các bạn lại chơi theo cái hình thức kiểu như là hổ báo thì không được đâu. Bởi vì cái chế độ này, chơi trong cái chế độ giải trí này thì nó phù hợp thôi. Chứ còn mà các bạn tự tin vào đấu danh thì nó không có đâu. Đấy. Ôi cái gì vậy? Trời ơi Ma Lốc ơi, bắt em đi lêu lêu. Ơ mình vẫn sống nè. Vừa xong các bạn thấy là Ma Lốc không? Nó luyện ngục một cái thôi mà đủ biết là nó to như thế nào rồi. Thường thường các vị tướng ấy mình để ý qua là sẽ cường hóa theo hình thức là to này, nhiều này. Đấy, ví dụ như là Ma Lốc luyện ngục to này, rồi Natalia bắn chiêu cuối nhiều này, rồi đến Liliana chiêu 2 thả ra cũng rất to này, sau khi đẻ trứng ấy. Arthur bổ chiêu cuối cũng to này,
hầu hết là to và dài, à nhầm, to và nhiều. Đấy. Rồi, ôi, thả tôi ra cái nào để cho mình đẻ trứng vào mặt phát nào. Đẻ. Chạy đi Arum ơi, chạy càng xa càng tốt nha. Trời ơi, quả cầu hơi bé các bạn ạ. Tính ra nếu như đối phương đứng gần ấy mà đối phương không chạy, các bạn đẻ chiêu 2 thì nó sẽ rất là bé, quả cầu sẽ rất là bé. Các bạn lưu ý giúp mình nha. Khi mà Liliana đẻ trứng xong thì cái quả trứng ấy nó sẽ đuổi đối phương từ đầu map đến cuối map, đến bao giờ phát nổ thì thôi. Ngoại trừ đối phương lên quả cầu bất tử thì có khả năng là đối phương sẽ có thể né được cái quả trứng đấy. Đấy, khi mà mình trải nghiệm thì mình cũng đã phát hiện được ra cái điều này. Thật ra thì khi mà trải nghiệm Liliana ấy thì các bạn thấy như thế nào? Còn bản thân của mình thì mình cảm giác như là nó thay đổi đến từ mỗi chiêu 2 thôi, ở trạng thái cáo thôi. Các bạn đẻ trứng ra thì thay đổi mỗi cái đấy thôi. Quả trứng nó sẽ lăn nhanh hơn, quả trứng sẽ to hơn theo cái khoảng cách. Và ngoài ra quả trứng sau khi phát nổ sẽ làm choáng đối phương. Chứ còn đối với chiêu 1, chiêu 2 thì bình thường, chả thấy gì cả. Hay là nó tăng sức mạnh hay là tăng sát thương gì đó thì mình cũng không biết các bạn ạ. Nhưng mà mình chủ yếu là thấy mỗi là cái sự thay đổi đến từ chiêu 2 thôi. Sau khi chúng ta đẻ quả cầu ra ấy, đẻ trứng ra. Nếu như các bạn biết gì về Liliana thì nhớ để lại comment bên dưới nha, để mình có thể rút được kinh nghiệm. Chứ còn trước mắt là mình nhìn thấy thay đổi mỗi như vậy. Ok, bây giờ mình sẽ tập trung vào trận đấu này để có thể quẩy nha mọi người. Trận đấu này mình thấy là đánh nhau rất nhiều, cho mình xin mạng rồi. Không được mạng là thành mạng hỗ trợ. Đánh nhau rất nhiều, không được đường giữa luôn đấy. Đánh nhau liên tục, mình có kỹ năng là mình tung vào thôi. Châu bò đánh nhau rồi mới chết. Cho mình đẻ cầu phát nào. Dùng châu ai đẻ phát. Ý, chạy đi Arum ơi, chạy đi. Càng chạy xa ra. Nổ, đoàn. Quả cầu càng to thì gây sát thương càng lớn nha. Nhưng mà Arum tiên địch nó trâu quá. Nhìn kìa. Hai Arum vờn nhau đến 9 con linh thú thì bao giờ mới chết được. Triệu Vân thì là 100 nội tại. Sợ thật các bạn ạ. Quả thật chơi chế độ này thì vui. Nếu như các bạn chơi cùng với bạn bè nó thì vui gấp mấy lần luôn ấy. Đấy, Natalia này, ui dồi, Coret, ui. Gần như là nếu máy yếu mình không biết là có chơi được cái chế độ này không. Thôi xong chết rồi. Là vài cái mà lốc luyện ngục phát chết luôn. Không biết là các bạn máy yếu có chơi được chế độ này hay không. Nhưng mà mình thấy chế độ này sử dụng kỹ năng ghê quá, khả năng cao. Nếu như các bạn spam chiêu ác quá thì máy yếu sẽ rất là lag đấy. Đấy là theo cái quan điểm của mình nhá. Nổ máy mất đấy, Natalia kêu nổ máy mất kìa. Nói chung là chơi cái chế độ này mình không có nói qua về cách lên đồ hay là về cách chơi Liliana đâu. Chủ yếu là vui, cho người xem qua những cái pha xử lý và tạo cầu to tướng thôi. Team đánh nhau thì mình cứ vào mình cào, có mạng của Natalia. Đấy, được cái chơi Liliana thì rất là cơ động. Đối phương rất là khó bắt được vào bởi vì mình lướt mà. Lướt chiêu 2 rồi sau đó kích hoạt chiêu cuối để lướt đấy. Quá cơ động các bạn ạ. Trời ơi, đánh nhau liên tục đường giữa, cảm giác mình tung chiêu 1 và Arum không mất máu hay sao. Trầu tê. Trời ơi, chị cắn em làm cái gì? Có giết được em đâu. Này, giỏi vào trụ đi. Thôi bây giờ mình sẽ gọi là đẻ chiêu 2 là đẻ trứng đi, thay vì đẻ quả cầu nhá. Coi như là Liliana đẻ trứng đi, cho nó dễ các bạn ạ. Khiếp, đánh nhau, toán đánh nhau đường giữa thôi. Để mình tung kỹ năng thẳng vào Arum xem. Không mất máu, mất máu thì chắc mất một tí. Nào, bắt đầu chuẩn bị đẻ trứng nha. Sẵn sàng, tìm ổ đẻ trứng. Nổ thôi. Quả trứng đấy hơi bé các bạn ạ. Không biết là có thể tạo được quả trứng full màn hình hay không. Bởi vì cần phải có cơ hội nhá. Đối phương phải hợp tác cơ. Sau khi mình đẻ trứng xong, đối phương phải chạy ra xa để cho cái quả trứng đấy đó nó to full màn hình. Anh Triệu Vân chiếm em đi. Cấu diệt được Triệu Vân rồi. Triệu Vân mất chiêu cuối rồi. Mình lao vào mình thịt luôn thôi. Cào cho. May quá quá thơ hỗ trợ thịt luôn Triệu Vân này. 2 đánh 1 là không chột cũng què. Đấy. Mình thấy là thay đổi mỗi đến từ quả trứng thôi. Chiêu 1 cào hình như là gây sát thương lớn hơn thì phải. Còn đối với ném choáng với cả ném cái chiêu 1 ở trạng thái người ấy thì cũng chả thay đổi quá nhiều. Chả thay đổi gì luôn. Này mà không biết các vị tướng đỡ đòn là ra đừng ra đánh nhau bao giờ mới chết nổi. Hiện tại là mình phải lên sách chiêu hồn, mình cũng lên sách chiêu hồn từ lâu rồi ấy, để có thể khắc chế Arum tin địch mà căn bản là không ăn thua. Giao tranh đánh nhau loạn nứt cơ lên, đẻ trứng phét. Đấy, vào Amalie, và Amalie ơi, bốc ơi có mạng ngay. Tiếp tục khóa cáo lao thẳng vào giao tranh để cào cấu, sau đó đẻ trứng tiếp. Dùng chiêu ai các bạn ơi, nhìn quả trứng của mình nó to chưa. U là trời, to vậy full màn hình luôn này. Trời ơi, không thể tin nổi các bạn ạ.
Vừa xong là full màn hình luôn. Thật không thể tin nổi khi mà chiêu ai của Lilina có thể phun được màn hình, quả trứng có thể phun được màn hình. Quá to và quá khủng khiếp. Thật sự là chơi chế độ này nó giải trí quá. Nó khác so với những chế độ chơi khác nha mọi người. Khác hoàn toàn. Nhưng mà lắm lúc các bạn nhìn thấy mình lao vào giao tranh, mình tung kỹ năng cảm giác bất lực không. Nhưng mà vừa xong thì cũng rất là đã mắt rồi. Tiếp tục nhá. Đẻ trứng. Trời ơi, bắt em đi. Giết luôn Triệu Vân này. Triệu Vân với chúng tôi. Triệu Vân chết này. Đuổi mình đi. Quá cơ động để có thể đuổi được mình. Đánh Lilina ở chế độ này cũng cơ động, vậy nên là chúng ta cũng hạn chế bị hạ gục. Bản thân của mình thì cũng đã hạn chế, mình mới chết một mạng mà thôi. Chứ còn tính ra chơi nhiều vị tướng khác là cũng chết hơi nhiều đấy. Nói chung chết nhiều hay không này cũng phụ thuộc vào kỹ năng của các bạn nữa. Hy vọng rằng chế độ này sẽ có thể tồn tại được trong Liên Quân và sẽ không bị lỗi thời nhá. Tính ra Liên Quân của chúng ta cũng có rất là nhiều chế độ rồi. Chế độ đá bóng, chế độ cầu độc đạo, rồi chế độ đua xe, rất là nhiều chế độ. Đấy. Hy vọng rằng trong tương lai chế độ này cũng sẽ được các bạn chơi thường xuyên và không bị lãng quên. Cảm giác Arum đi địch trâu quá, mình đẻ trứng phát nào. Để cho mình đẻ chiêu 2 phát. Đấy, nó lăn thẳng vào. Mà không to các bạn ạ. Mình chỉ kết mỗi cái pha mà mình đẻ trứng một phát phút màn hình luôn. Dù sao thì các bạn nhìn qua, quan sát qua về trụ team mình ấy, nó còn rất là nhiều trụ, team mình còn rất là nhiều trụ luôn. Trong khi đó thì team địch thì cũng còn đúng 2 cái trụ mà thôi. Hầu hết chơi chế độ này là vui vẻ mà. Thế nên là team địch có quan tâm đến vấn đề để trụ đâu. Team địch chỉ có mãi giao tranh thì cứ thấy người là giao tranh. Chế độ này nếu như các bạn mà không chơi được ấy thì các bạn cần phải chờ nhá. Arun kêu mệt quá này, chơi nhiều mệt quá. Cần phải chờ, chắc là mùng 1 Tết là sẽ mở full nữa các bạn ạ. Khả năng cao thì những chế độ chơi thì tầm mùng 1 Tết, dịp Tết là kiểu gì cũng mở tất cả các chế độ thôi. Arun hồi máu như hách. Triệu Vân thì có thể đạt được 100 nội tại. Arun thì hồi máu siêu khủng, mặc dù mình lên giảm hồi máu rồi. Đấy, đẻ thằng cầu và Triệu Vân không ăn thua. Mình vẫn có mạng kìa. Ảo ghê. Tiếp tục để cho mình đẻ phát nào. Đẻ và Arum. Arum ơi, chạy đi Arum ơi. Nổ, đoàng. Ôi, châu bò đánh nhau rồi muốn chết. Biết ngay mà. Vừa sau ma lúc quạt phát 3.000 sát tương chuẩn. Đúng là châu bò đánh nhau rồi muốn chết. Hầu hết xung quanh mình toàn các vị tướng tanh cơ như là Arum, Tara, rồi Kret. EGG được không, mệt quá. Hiểu kiểu gì. Chơi này chắc là đến nổ máy mất thôi. Chơi này nếu mà không ép được trụ thì cứ là chơi đến Tết cũng chưa xong các bạn ạ. Dù sao thì nhiều bạn mình biết là không có hay chơi chế độ giải trí. Nhưng mà khi chế độ này ra thì hy vọng rằng các bạn có thể chơi đến lấy một lần để trải nghiệm. Đâu phải lúc nào chúng ta đấu danh được. Bản thân mình là một người chơi danh rất nhiều. Nhưng mà khi mà ra những chế độ chơi giải trí như thế này thì mình cũng thường xuyên làm clip cho mọi người. Bởi vì nếu như bản thân mình vui thì kiểu gì các bạn xem các bạn cũng cảm thấy vui. Đấy, thi thoảng tạo ra mọi người chế độ chơi giải trí. Bắt luôn Natalia phát. Trời ơi, hóa người ném kỹ năng vào. Có mạng luôn. Tầm này là 11 mạng rồi. Quá xanh rồi. Chết 2 mạng, hỗ trợ 11 mạng nữa cơ. Đồ thì cũng full rồi. Team địch thì đồ cũng gần full hết rồi. Xuống bắt anh Triệu Vân phát nào. Ôi dồi ôi, Triệu Vân bị 2 người chăm sóc thế này. Thêm mình nữa, thêm mình chăm sóc phát nào. Tự, mình xin. Thương quá. Crest to thật. Sắp đến Tết rồi, thế là tư tưởng của các bạn phải thoải mái lên. Chơi danh nhiều thì cũng lắm lúc thua nhiều thì cứ phải vào chế độ giải trí để xả stress nha. Mình đang muốn kết thúc trận đấu này đây, bởi vì là trận đấu này hơn 13 phút đồng hồ rồi, nếu mà đánh nữa thì khả năng cao kéo dài hơn 20 phút đồng hồ mất. Đây rồi, có Natalia này. Ui, đau chưa, mỗi tội tốc biến rồi.
Không sao nha, mình sẽ lựa để mình có thể tấn công vào Natalia nếu chưa chịu về. Tung tiếp kỹ năng vào mặt. Nào, tung không chết được luôn, phí ghê. Dù sao hai đường lý xuống cấp rồi. Ôi, khả năng cao mình ở lại, mình thịt nốt Triệu Vân phát. Hello Triệu Vân, anh ơi, xin lỗi. Sai rồi, biết vậy mình ở lại nữa. Chúng mình một trận đấu ở chế độ giải trí này sẽ kéo dài từ 15 cho đến 20 phút nha. Dài hay không nó phụ thuộc vào độ nhây của các bạn. Nhưng mà thật ra thì rất là khó để có thể đẩy được trụ đấy. Team mình là được lợi thế là hai đường lính xuất cấp rồi. Sợ quá cơ, nhìn Arum vờn với 9 con linh thú. Triệu Vân là late game nhé. Triệu Vân thường thời điểm đầu game ở chế độ này cũng rất là yếu. Nhưng mà đánh về late game độ khoảng có một tích lực 100 điểm nội tại đấy các bạn đủ biết nó bổ Arum kể cả trâu đến mấy thì ngoái vài đường cơ bản là chết ngay. Căn bản là mình cũng đã test Triệu Vân rồi mà. Các bạn có thể lục lại clip cũ của mình để xem về các vị tướng được cường hóa nha. Chỉ cần ghi tướng, tên tướng và sau đó gõ chế độ siêu cường hóa thôi là kiểu gì cũng sẽ ra clip của mình. Tiếp tục lan xả vào rồi xích mình làm cái gì không biết nữa. Trời ơi, cho tôi đẻ trứng phát nào. Nổ nhưng mà bé quá. Vừa xong đẻ quả trứng phát bé quá bởi vì là trứng nó không được di chuyển. Tara đang nóng lòng đẩy tít ở đường trên. Mình thì đang cố giữ chân tin địch ở khu vực đường giữa mà lúc luyện ngục. Úi ôi ôi. Sợ ghê ôi, băng cả trụ gà máu thế Emily ơi. Băng trụ là một sai lầm. Lên ôi team ơi, team địch mất một người rồi. Mà làm sao để giết được Arum lẫn cả Malok đây khi mà nó quá trâu. Ôi kệ, trâu đánh lâu chết vẫn có mạng của Malok nha. Ô, có người yếu máu này, có người yếu máu này. Thôi, còn một mình Arum xử lý nốt luôn. Không phải là bất tử được đâu Arum ơi. Bạn là chắc chắn cũng lên bản điểm số. Ok, hiện tại team địch mất 4 người rồi. Đây sẽ là cơ hội để team mình giành chiến thắng. Mệt thật sự. Công nhận là chế độ này chơi vui thì vui, nhưng mỗi tội nếu như mà nhây thì rất là mệt nha. 4 người hy sinh rồi thì team địch làm sao thủ được nhà với Natalia nữa. Rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý giá để xem clip của mình. Chúc cho mọi người có những ngày cuối năm thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình cũng như là những người thân yêu. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye. Bye bye người. Bye bye.